Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh. Thì ngày hôm nay hiện tại thì tôi đang ngồi uống chén nước chè, như là vừa tôi gọi điện hỏi thăm vợ mấy con gái ở quê ở Bắc Giang, quê tôi Bắc Giang. Đấy, thì xem tình hình dịch nào rất là nguy cấp. Thì đang mải mê thì có bộ dây loa muốn giới thiệu đến cho anh em. Đấy, cho anh em nào mà là tín đồ của những cái giải trầm, giải bát thì không thể nào bỏ qua được bộ dây loa như thế này. Ở video trước tôi đã từng có một video, nếu anh em nào đã từng theo dõi tôi, những anh em nào đã theo dõi tôi thì anh em sẽ biết đến cái video đấy, tôi đã giới thiệu cho anh em một bản như thế này, y như này đấy, với cái giải trầm cực kỳ sâu. Thì bản đấy thì tôi đã để lại cho một anh khách với giá là 6.8 triệu rồi. Thì ngày hôm nay tiếp tục tôi còn một hai bản nữa thì tôi làm cho anh em đấy, giúp anh em cải thiện chất âm của dàn âm thanh đấy, phục vụ cho những cái dàn âm thanh hai em có cái chất âm cực kỳ tốt. Anh em thể thấy ở đây là tôi giới thiệu qua cho anh em thì mỗi bên này đấy, mỗi vế của nó là 2.5 mét, như là đồng của nó hoàn toàn là đồng OCC, đồng dẹp anh em nhé. Anh em thể nhìn thấy ở đây này, ánh rất là sáng loá đấy, rất là đẹp. Vỏ thì tôi không nhận xét nhiều, bởi vì đã là dây bãi thì vỏ thì mình không nên đánh giá cao nó làm gì cả. Chủ yếu là mình đánh giá về cái chất lượng. Để mà chất lượng thì tôi cam đoan với anh em là chất lượng đến 99% là như dây mới. Chất lượng nó không hoàn toàn suy giảm tí gì. Rất là đẹp, anh em thể thấy này. Dây bãi rất là lâu năm, nhưng mà hoàn toàn chất đồng nó vẫn còn rất là sáng, không có một dấu hiệu nào của sự suy hao, của sự ăn mòn. Thì bản này là 20 lõi đồng dẹp OCC nha anh em nhé. Thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em là bản 20 lõi này, giúp anh em tăng cái giải trầm của mình. Cũng như là như tôi đã nói thì anh em nào là tín đồ của cái giải trầm, yêu cái giải trầm nó gọn gàng, mịn màng, cũng như là nó không gây ra những cái đuôi đấy, cũng rất là gọn gàng, xuống sâu, thì anh em lên sắm cho mình một bộ dây loa như thế này đấy, cực kỳ tốt. Một bộ dây loa 2M đến từ thương hiệu USA đấy, đồng OCC đấy. Như nhiều anh em đã biết thì đồng OCC là một trong số những loại mà công nghệ sản xuất đồng chỉ có một số nước tiên tiến trên thế giới có cái công nghệ đó. Anh em thể thấy này, chất lượng rất là ok. Để mà nói một bộ dây loa thì nó không xấu tí nào. Đấy, anh em thể thấy rất là đẹp. Tôi đã DIY gọn gàng vào đây để giúp anh em có những bộ dây loa tốt. Những cái rắc thì tôi sử dụng là những cái rắc bắp chuối răng cưa, anh em thể thấy bắp chuối răng cưa mạ carbon, tiếp xúc cực kỳ chắc chắn, như là đảm bảo và cái tín hiệu không xảy ra cái độ trễ như là slow tín hiệu. Đấy. Thì về cái chất lượng thì tôi khỏi phải bàn rồi. Anh em thể thấy này, chất lượng thì ở cái bộ dây trước tôi để anh em 6.5 triệu, thì có anh khách đã sử dụng cũng như là đã có nhận xét về chất lượng nó, về cái giải trầm nó cực kỳ tốt nha anh em nhé. Thì ở cái bản này mỗi vế 2.5 mét thì tôi vẫn để cho anh em với cái giá là 6.800.000 nhá, 6.800.000, giúp anh em nâng cao cái giải trầm. Anh em thể thấy đây, các cái thớ đồng rất là dày dặn, các cái thớ đồng rất là dày dặn nhá. Đây, thớ rất là dày. Tôi đã DIY gọn gàng giúp anh em tăng cái tiếng trầm nó được đảm bảo hơn, gọn gàng, không có đuôi. Đấy. Thì như nãy tôi đã vừa uống trà thì tôi cũng đã test qua, thì cũng cho cái chất âm nó rất là tốt. Thì có anh em nào cần những bộ dây như thế này thì liên hệ ngay cho tôi. Đấy. Mỗi vế 2.5 mét, rất là ok. Thì tôi vẫn để cái giá là 6.800.000. Anh em liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0963411622, hoặc có thể là để lại số điện thoại bên phía dưới phần bình luận, tôi sẽ liên lạc lại cho anh em, liên lạc trực tiếp lại cho anh em, giúp anh em sắm những giải những bộ dây loa có những giải trầm nó rất là gọn gàng như thế này. Thì
trong cái thời gian tình hình dịch như này, tôi cũng tiện đá qua một ít về dịch bệnh. Thì tôi sẽ không tiếp khách trực tiếp tại công ty nữa. Đấy, anh em nào cần, tôi chuyển về tận nhà. Đấy, trong vòng 5 ngày, cảm thấy không như tôi nói, hoàn toàn có thể trả lại hàng. Đấy, rất là ok. Tôi làm trên sự uy tín cũng như là sự tin tưởng của anh em. Đấy, mang đến cho anh em từng cái bộ dây được làm DIY rất là gọn gàng như thế này. Đấy, sự tỉ mỉ của tôi mang vào trong từng sản phẩm. Đấy. Thì mọi thông tin liên hệ tôi để phía dưới phần mô tả. Anh em có thể like và đăng ký kênh để giúp tôi ngày càng phát triển, Audio HN ngày càng phát triển, cũng như là ủng hộ tôi. Đấy. Và video tôi xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào toàn thể mọi người. Mong mọi người có những ngày vui vẻ cuối tuần.